hôm nay là một cái gì nữa ông nội. Các bạn chào mừng đến các bạn cái mưa Nguyên Hải nha bạn. Xe đi vô cùng mất dạy các bạn. Hôm nay ở trong cái team này có một cảnh Hải là lớn không? Bây giờ cứ nắm đầu hai thằng kêu mày tao hết trơn đi. Không thằng nào giờ lớn hơn thằng nào hết rồi. Chụp chụp nó lại. Tao làm gì đâu? Mà sao? Ai à, giờ kêu ông Hải với kêu ông Hải cảnh mà mày tao luôn. Tại ông Hải với cảnh lớn hơn mình đến 5 tuổi. Ừ. Kêu mày tao đi. Để tao kêu trước cho. Trời đi. Thằng nào cũng 9 tháng 10 ngày. Nè, bây giờ nè mày tao đi cho dễ nói chuyện. Thằng nào cũng 9 tháng 10 ngày. Gì cứ kêu đằng cứ kêu. Chờ đi, chỉ bảo kê. Ok chưa? Vô. Ngày hoa chia xa chẳng ra ai đâu, chẳng với xe lớn hơn. Cả hai nó ngồi kìa, với cha vậy trời. Ê, hai mày làm gì đây vậy? Bữa nay anh Hải làm gì anh Hải? Làm gì em nội? Ủi, ba cái trùng cho cá nè. Thì chợ mua đồ ăn không? Dạ, mua đồ ăn đi. Rủ đi mày đi, mua gì ăn. Đãi ăn gì? Nay đòi đòi, đặt là đòi đãi đồ. Trời ơi, mày mua gì tao ăn đó chứ. Bữa nay hai ngày kêu mua gì? Ba gan dữ mày. Bữa nay hai hàng mày đứng đây làm gì? Ra cho mày. Dở mặt. Dở mặt. Đi ông chợ kiếm gì ăn đi. Rồi, mình sẽ đi ra chợ kiếm đồ ăn để con Hải đãi mình ăn gì mình ăn đó. Ngạc nhiên lắm mấy bạn. Tiếp. Sao cho quậu quậu cho hai ống quậu. Mời mọi người nha. Ăn mình nên vậy đó. Ăn đi mời chứ trời. Lòng ngừ. Đó à, mấy mày. Cũng nội này nãy đi mua về con cái bà ai ai nhịn sống sao ý trời ơi ý hai mày lớn hai mày làm cha hả mày xỉn cái gì mày xỉn cái gì hai mày muốn chơi gì vô bút luôn mày gì vậy mày cặt trâu gì trời thằng nào cũng 9 tháng 10 ngày chứ thế nào bây giờ nè mày tao cho dễ nói chuyện dễ tính tiền ờ mày tao dễ nói chuyện dễ chia tiền mày tao dễ nói chuyện rồi ok có thằng nào mà 9 tháng ok con nào chính đáng gửi đi nói chuyện với tôi rồi giờ hai mày ăn gì nè ăn gì nó chơi vậy mua gì mua gì má hôm nay mấy này nó đổi tính đây ăn gì mấy mày đừng để giữ thời nha nhớ giúp nha về đi chợ là tiền tao trả ok thì tiền mày trả cho trả đúng không trời chứ mà hôm nay mày đãi lấy bắt tao trả trời sao nãy cao bữa nay tóc tao đẹp á tao có nhận không nói gì tới mấy mày đó ừ công nhận tóc mày đẹp ba nhỏ mày coi anh em người lớn đàng hoàng tử tế hai nhỏ đó ai nhỏ mày sao ở giờ ủa giờ mày ơi anh sao cái bộ cái gì mất dạy má nãy cao quá đừng có mà ra anh hồ tan là con mày nó xỉn gì không nội ơi con nó mới đi Vĩnh Long về nó mất trí nhớ á mày có nhậu không có nhậu đâu ông nội không nhậu đâu má về nghỉ mua mẹ hết trơn lỡ rồi mày sao mà dễ quạo nó là bộ nó đừng nào dám kêu mày tao mắc cự gì à ăn mày muốn gì luôn gì luôn tới trơn trời trẻ em phải sao gì mày trơn nó đói với bay ơi giờ đúng sao vậy lẹ đi đi chậm rồi chậm ôi để cho anh mượn nó nè gì anh muốn chậm mày là ai vậy mượn nó mày sao mà tính xuống đi đâu mà rồi thôi mà thôi mà mày cũng không làm được gì nữa đâu đúng mày muốn chơi nó xỉn á nó xỉn nó nhậu hồi nãy nó nhậu mày ăn hồ lắm mày giang hồ vậy tao lại à đừng có mà giang hồ giang hồ chí giang hồ mày sao ở đây thằng nào không sợ thằng nào đâu vậy sao sợ nào hả mày mày đây sợ mày biết mày nhỏ tao như tuổi không nói gì thôi đi mua đồ đi Hải tao mua đăng nè thằng mày đi rồi nè đây nè nó anh Hải mua đăng là tao mua nha mày tao mua đăng ra mày mua Rồi, anh luôn. Đi mua đồ đi. Vậy mua vài hai ba ăn mình ăn đi. Ok, hai tao ăn mình ăn không sao chứ. Không sao. Anh với mình ăn mình ăn. Không,
mình ăn. Giờ giờ mình đi bán máy quay là mình mua đồ ăn kia mình ăn. Ra ngoài hỏi cầm được nheo bán mẹ cho rồi đi. Rồi. Anh ơi. Bây giờ nè. Bây giờ hai mày muốn lộn không? Muốn lộn lên chỗ cái tượng đài đó kìa. Có dân giới. Nè giờ muốn có lộn không nè, ra đây nè, cái nhà bia liệt sĩ nè, ra ghi danh luôn nè. Hai tao quá làm vậy. Cho nó đi đâu lên. Vô, bước ra. Ấy ấy ấy. Mày sao? Rồi. Mày sao? Quánh nó này, quánh nó này, không ai. Thôi mà. Thôi. Để sao nó mẹ luôn. Đây hổng đi. Ai hổng chào. Ờ. Ừ. Đúng không? Cái gì nào muốn ăn gì ăn đó chứ mua về ăn gì? Mua đây tao ăn. Mày mua cho tao ăn. Đi. Thì mỗi bữa không? Đi 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 ăn đi ăn. Thì mỗi bữa quay rồi mày mua gì hôm nay như hỏi không rồi. Số 10. Có anh Cảnh nè. Em tôn trọng anh. Không. Lát cũng kêu mày à. Đúng của anh rồi. Má trời của hồn. Má ăn của hồn nhập nó vậy nè, nhập bán nãy vậy nè. Ơi, bông tức hết trời, hai ngày nãy giờ nó nói hoài trời. Lo Hải chổng lấy chú vàng bụng coi. Lo Hải chổng lấy chú vàng bụng đó. Thằng ông nội mà chứ thằng. Đây, đây. Bây giờ em chổng có ba hàm rồi, ba mày chổng nè. Ba đi ba hàm chổng rồi ba này đó. Đi luôn. Vô ông nội mày á. Dạ anh Cảnh ơi. Thôi mà anh Cảnh, sớm giờ em chưa kêu anh mày tao. Sớm giờ em chưa kêu anh mày tao. Tao quậu mà đi đi. Sớm giờ em chưa kêu anh mày tao. Tao làm sai với mày không? Tại mà không kêu anh mày tao. Hiểu không? Có Hải nè. Hồi nãy tới đó tao nhịn mấy mày không có ai hết trơn, bây giờ ra ngoài chợ mấy mày nói lụm mấy mày luôn. Gắn đi là tới chợ. Không quấn luôn chứ trời. Nhịn đi lát nắm đầu dứt luôn. Nắm đầu lên coi xuống chợ đi. Đấy. Giờ Hải đi. Hồi nãy nghe Quy nói gì không? Nãy nghe Quy nói gì không? Bữa nay mày tao cho bệnh viện rồi. Bữa nay mình giặt luôn. Rồi mày sao? Giờ coi để coi hôm nay hai nó đã gì coi ông anh Cảnh với Hải đã gì. Thằng mày chào. Nay coi anh Cảnh với Hải đã gì. Anh đánh bắt. Đứng đây nè. Ê. Đâu ông ba đâu làm gì vậy? Này này nó ổn mày. Ổn gì chợ? Bình thường đi. Giờ đây tao không quậu sao mày quậu? Đó giỡn thôi. Đâu quậu chợ ai chơi mày nữa. Sớm giờ đâu ai giỡn hàng mày đâu. Ừ. Em kêu anh bình thường. Kêu quậy có mày. Đúng. Mày cổ cho mày chết dắt cho tiện nữa tao khóc. Chào đi, chào. Mô phạt. Tao mà chỉ có ăn rồi. Này... Nói gì cái sân, nói gì cái sân. Hôm nay xá tội cho bọn hổng chứ. Nay... Còn ông nội đó, mua gì mua cho lẹ đi ông nội. Cứ hài không? Giờ có lộn không cái gì? Tắt nhà đi. Giờ sao lưng còn nguyên gấu á, sao lưng kìa. Cáp vô. Bà nội tắn mày cái mày về cái chầu diêm chúa. Mua gì dắt đi vòng vòng quay ba. Hai mày dắt đi mua lẹ lẹ coi. Đi mua cua hay đi ra cua. Trong cái đám này đám mấy mấy thằng. Ba thằng tính tao nữa là 4. Mày kêu ai mày tao vậy hả? Nãy giờ kêu mày tao nhiều đó. Ai dắt ai kêu ai mày tao? Kêu mày bậy rồi đó. Bậy đó. Bậy đó. Giận luôn chứ, nghe nghe giận luôn nghe. Nga giận luôn chứ, giận nè. Mãi không lộn hả? Mãi không lộn hả? Giỡn cái gì? Giỡn cái gì? Giỡn cái gì? Giỡn cái gì? Tao giỡn nè. Được không? Ê ê ê ê. Quất 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 nghe. Không tiêu à? Đại đầu đừng quá vô. Đại đầu đừng quá vô. Nghẽ cầm vậy hả? Thằng nào mua nó cầm chơi. Chỉ cầm đi. Cầm chơi. Tao cầm đi. Mày nhỏ mày cầm. Tao còn gắn nó Hải ơi. Này hả? Mua gắn này anh đi Hải ơi. Tao còn gắn. Chế em đắng đi chế em luộc luôn. Thôi. Này mua phải mua nó đâu hay. Ăn mình ăn mà. Đó này nãy nói rồi, nếu mà hai thằng ăn thì hai thằng xách chạy. Đây mấy mày không xách tao xách đây. Đó. Trả đó. Chứ
thế chạy theo theo chứ. Quậu lắm mấy bạn, quậu lắm rồi. Giờ mà lát nó quýnh mà bầm đầu giờ. Mời mọi người nha. Tôi biết mày. Không chơi mày nữa. Ok. Bây giờ lấy em mới xả để chơi đậu không chợ. Em mới xả. Rồi đi lấy gai chứ đi. Ấy cái cao vớ không đầu mà tới cái gì cho nó trên đầu. Chị chưa giờ nó gặp tao Hải đâu nghe? Rồi đây coi. Không anh em những mẹ trên đó. Mày bảo rồi, nói giờ kêu mày tao cứ rồi các bạn. Thôi chọn lát rồi nó đi. Sao? Nói chuyện tao không? Sao? 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 Ê bỏ bỏ bỏ. Lớn rồi. Chứ nó dài hả? Chị cho đàng hoàng lại. Nói này đủ trưởng thành quá đó mà giỡn đàng hoàng nha. Ôi, chơi mà quạo. Giỡn mà chứ mày bảo gì. Thôi dài dạ, mới ngồi mọi người mình có đồ ăn rồi. Má ơi quýnh vô bê, bà sườn muốn chết luôn. Đi ra bỏ mình ăn đi. Ờ đồ mình ăn nè. Giỡn xíu quạo quýnh. Em nói quạo bà. Quạo cố vậy nè. Giỡn xíu. Chị. Quà cố. Em nói hai đại quạo. Hả công nhận cái từ mày tao bằng khi mình kêu với cái người mà lớn tuổi mình các bạn. Khó chịu thiệt á. Khó chịu thiệt các bạn. Mấy đứa kêu mình, mấy đứa kia kêu mày tao mình cũng khó chịu vậy. Ờ đúng rồi. Nào cũng nào à. Lát đầu lại quýnh mày nữa chứ. Lát hai em nói. Ok. Lát hai em nói đảo lại quýnh mày nữa chứ. Thằng lớn đầu đó thằng đó nó không biết đều. Các bạn thấy lớn tuổi mấy bạn đừng kêu mày tao nha. Mình đi biết mày đó nãy thằng nào cũng như thằng đấy cũng 9 tháng 10 ngày à. Cái mình phải tôn trọng người ta trước này, rồi người ta sẽ tôn trọng mình mấy bạn. Này mình anh Cảnh. Phải của thằng nào cũng như thằng đấy thôi anh Cảnh. Này mình dân dân thôi, nói chuyện thực tế thôi. Bây giờ mình khai, mình giờ mình thực tế đâu ngoài có thiệt mà các bạn. Cái bài học đúc kết các bạn. Thì với cái người lớn tuổi của mình các bạn, mình tôn trọng người ta sẽ tôn trọng mình. Mình kêu đàng hoàng như anh hay là gì đó. Dạ con trả liền. Cho dù 1-2 tuổi anh cấp bằng 1-2 tuổi các bạn. Mình kêu anh hoặc là ông với tôi các bạn, người ta cũng nghe cũng dễ chịu hơn từ mày tao các bạn. Thì mình sẵn không mà bữa nay giỡn gì mới biết hai ông ngộ thiệt chứ. Nào giỡn hơi lố. Má quýnh tao thiệt mọi người. Bây giờ nè, nào giỡn hơi lố là đang xin lỗi đàng hoàng. Chào xe thúc bây giờ tại đây nha bạn. Các bạn xem bây giờ thấy hay nhớ nhấn like và subscribe cho kênh nha. Và click vào chuông thì thông báo bây giờ theo nha. Và các bạn xem đoạn nào có quảng cáo, các bạn click vào phía bên này. Chỗ truy cập trang nhạc của nhà quảng cáo đó để ủng hộ tụi mình có kinh phí làm tiếp video theo nha. Các bạn. Bye.